coming now. Listen to me now. Cậu ba em thương cậu mà cậu thương ai á? Vui lòng viết bài thơ trên giấy hoa mang đi. Роскомздрав не запретит. Ai chỉ trai ngoan cường giấc mộng. Từng giờ nắng chiều xuống hết con đường em thấy lá yêu hoa thì em cũng yêu anh rồi. Dù đường phố sao lắm bao người nhưng em chỉ nhớ anh thôi vì em đã yêu anh rồi. Đường đá số của bà tăng ga mấy cô em gái như thuốc mana công thức thể hiện như một nửa chùa chai cần thơ cho là phải chất không phải nữa chân đề quyến đủ bờ mông chơi hết số mà em bước vào trong đêm nay tập nghĩ được không cũng đi chơi em lỗi cái đường. Đây là ảnh của em ấy trên mạng và hôm nay được gặp em ấy ngoài đời. Ngoài đời em ấy xa với mọi người, không biết mình có nên tiếp tục quen em ấy nữa không. Listen to me now. Роскомздрав не запретит. Simple, simple. Ở đây nha, những ai dân chơi biết, nghe phát biết nhà này nhạc gì luôn. Dân chơi. Dưới mái đình siêu phẳng.
lúc anh hay nghi ngờ. Để cho trái tim em thân thờ, phải làm sao để anh mãi yêu em. Đừng giận hờn anh yêu nhé, trái tim đã thuộc về nhau. Ngọt ngào tình yêu lên tiếng, khẽ kêu riêng anh là honey nè. Và thật lòng em vẫn biết, biết anh. Ôi bạn ơi, ai bảo người giàu là không biết vui, vui vãi lời. Decision that I go to anywhere I go. Sometimes suddenly back to my original. Còn đâu đó do môi ngọt ngào trong lòng ai bướm mơ hoa vàng. Thu đã qua đó. Tu tu a so tu. I'm sorry you lost me by losing what you do. You thought you'd find a better one, but ha. Listen to me now. Bạn đến từ huyện Mô của Hà Tĩnh. Phố đã lên đèn, con đường có môi cài môi. Phố đã lên đèn, bên người anh thương anh nhớ anh mong. Có nhạc bên cạnh ai không phiêu, có em bên anh yêu không phai.是你找男朋友的标准吗？有颜值，有腹肌，能下厨房，能蹦迪，不扎不闹不心机，可静可动可逗逼，懂生活，懂情调，懂得口红的色号，朋友圈有你合照，又暖又好又可靠。哎